Zoltech ở Texas đang điều tra nguyên nhân vụ nổ súng vào ngày thứ Sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2018, khiến cho hai người chết tại nhà riêng, hai người chết trong nhà dưỡng lão trước khi nghi can quay súng tự tử. Theo tin của Fox News, cảnh sát trưởng thành phố Rostow, ông Erasmo Flores tiết lộ trong một cuộc họp báo vào ngày thứ Bảy, ngày 28 tháng 7 rằng các nạn nhân và hung thủ đều trong cùng một gia đình. Cảnh sát tin rằng ông Richard Story, 60 tuổi, bắn chết cha của ông là Ernest Story, 85 tuổi. Và người mẹ kế đó là Tamara Montalvo tại nhà dưỡng lão Retamer Mano ở Rostow. Ông Richard Story sau đó cũng nổ súng tự tử bên ở trong nhà dưỡng lão này, nằm cách thành phố Corpus Christi khoảng 20 dặm và ở phía nam thành phố San Antonio chừng 2 giờ lái xe. Một thành viên khác trong gia đình sau đó gọi cho cảnh sát đến căn nhà của ông Ernest và bà Tamara. Ở nơi đây, nhân viên công lực tìm thấy thi thể của người con trai nuôi 13 tuổi của hai ông bà, cùng người con trai 41 tuổi của bà Montalvo. Cả hai đều bị bắn chết. Cảnh sát trưởng Flores nói với báo chí rằng các chứng cứ có được khiến cho họ tin rằng hai người bị giết trong căn nhà là hai nạn nhân đầu tiên của vụ nổ súng. Đài truyền hình địa phương K3TV tường thuật rằng thi thể của cụ Starry được tìm thấy bên cạnh bà Montalvo. Người đàn ông gốc Việt ở tiểu bang Georgia đã bị cáo buộc làm bắt cóc sau khi tìm cách lôi bé gái 5 tuổi ra khỏi xe taxi. Sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ tối vào ngày thứ Bảy, ngày 14 tháng 4, trên dãy phố 400 đường Atlanta Highway thuộc thành phố Gainesville. Một người đàn ông gốc Á có những biểu hiện kỳ cục đến đòi taxi trở đi Oakwood. Tuy nhiên, anh ta đã bị từ chối một cuộc xe đó. Nghi can liền nắm lấy con gái của nữ tài xế đang ở bên trong xe và tìm cách lôi kéo bé ra ngoài. Bố của đứa trẻ lúc này cũng có mặt trên xe và lập tức nhảy ra khỏi xe, dùng vũ lực kéo con lại. Nguyễn Văn Tuấn hay là Tuấn Nguyễn, 35 tuổi, liền co giò bỏ chạy và không lâu sau, cảnh sát đã phát giác ra anh ta đang ở trong khu vực cách hiện trường xảy ra sự việc không xa. Trông thấy cảnh sát thì Tuấn đã tiếp tục chạy trốn nhưng nhanh chóng đã bị bắt giữ. Biểu hiện khác thường, cảnh sát đã đưa anh ta đến nhà thương để thẩm định, đánh giá về sức khỏe tâm thần. Với ước muốn có thêm nhiều người Mỹ gốc Việt và gốc Á gia nhập ngành cảnh sát Hoa Kỳ để phục vụ cư dân, vào sáng ngày thứ Sáu 29 tháng 12, sĩ quan cảnh sát Mỹ gốc Việt Hải Đỗ đã chia sẻ điều mong ước của mình. Sinh trưởng trong một gia đình có 12 chị em, nhưng hai người đã mất sớm, còn lại 10 người, và anh Tài là người con áp út. Tất cả đang là những người con mồ côi cả cha lẫn mẹ. Anh sinh tại Sài Gòn nhưng gốc người Biên Hòa, thân phụ người Thanh Hóa và miền Nam lập nghiệp từ thập niên 1930, và lấy mẹ của anh cũng là người Biên Hòa. Năm 1981, lúc đó anh Tài được 14 tuổi, anh vượt biên sang Thái Lan và đã bị bắt nhốt cùng với nhiều người Việt khác tại Thái Lan 2 năm. Sau đó được đi định cư tại Hoa Kỳ và gia đình anh sống tại California từ đó đến nay. Anh Tài cho biết vào những năm 1980 và 90, anh chứng kiến nhiều băng đảng gốc Á Châu cướp của giết người một cách tàn nhẫn. Và những băng đảng Á Châu rất tinh ma nên nhiều tên đã lọt lưới pháp luật sau khi gây kinh hoàng, đau thương cho nhiều gia đình. Hơn nữa, lúc đó người Việt và người Á Châu sợ bị trả thù nên không dám tố cáo. Anh không chấp nhận để nhiều người vô tội bị chết oan uổng, mất mát tài sản như thế, nên anh đã chọn ngành cảnh sát để có thể làm được một điều gì đó giúp dân. Tuy nhiên, bản tính anh rất cẩn thận, anh đã để ra 5 năm trời tìm hiểu, nghiên cứu những việc làm của cảnh sát xem có thích hợp với mình không đã. Sau 5 năm, anh vô trường cảnh sát tìm hiểu cặn kẽ những gì mình cần phải làm
rồi mới quyết định gia nhập vào lực lượng cảnh sát Hoa Kỳ qua một kỳ thi tuyển khó khăn. Sau 6 tháng huấn luyện rất cực khổ, vừa về tinh thần vừa về thể chất, anh được chấm đậu nhưng phải qua 12 tháng thử thách. 5 tháng đầu phải ra làm ở ngoài đường, tiếp xúc với dân xem họ đánh giá mình mỗi ngày ra sao. Sau đó mới được làm chung với một sĩ quan cảnh sát thực thụ cho đủ 12 tháng thử thách. Và bây giờ mới được công nhận là nhân viên thực thụ. Và anh đã được nhận vào làm việc cho sở cảnh sát Long Beach, trong vai trò là sĩ quan huấn luyện cảnh sát tại Long Beach Police Academy. Và Reader Honda Police Academy, sở cảnh sát Long Beach hiện nay có khoảng 800 nhân viên cảnh sát, trong khi đó chỉ có 4 nhân viên người Mỹ gốc Việt, và 4 trong số đó có 2 cha con anh Tài. Anh Tài tâm sự, làm cảnh sát rất là khó, trước hết mình phải có cái tâm thương người, phải chịu khó học hỏi, nào là học về tâm lý, về văn hóa xã hội, về tình cảm vợ chồng, về những xung đột trong gia đình, v.v. Làm hết giờ, mình còn phải tập thể lực, tập bắn súng và nghiên cứu tài liệu chuẩn bị cho ngày hôm sau. Theo sự dự đoán thống kê thì có từ 85 cho đến 95 người bản xứ dự thi vô ngành cảnh sát không được tuyển chọn, còn dân tị nạn mình thì cao hơn, lên đến hơn 95%, vì họ không chịu nghiên cứu, tìm hiểu trước khi nên vào huấn luyện. Họ không thích ứng nổi với những áp lực về thể chất và tinh thần và dễ dàng bỏ cuộc. Thêm nữa, trong thời gian huấn luyện có từ 15% cho đến 30% là bỏ cuộc. Là một nhân viên cảnh sát gốc Á Châu, khi phải tiếp xúc với cư dân bản xứ hay là cư dân các sắc tộc khác, anh có thấy họ bị phân biệt, kỳ thị hay là tỏ thái độ xem thường mình không? Câu hỏi được đặt ra với vị cảnh sát này. Anh trả lời, hoàn toàn là không. Không những họ không tỏ bất cứ thái độ kỳ thị hay là xem thường mình, mà ngược lại họ còn tỏ ra nể trọng mình. Và khi mình mặc bộ đồ cảnh sát, họ coi mọi nhân viên cảnh sát đều bình đẳng như nhau, vì đều là người đại diện chính quyền và thực thi pháp luật. Khi hỏi thêm về mỗi khi giải quyết một vấn đề gì đó cho người Việt Nam, thì anh có cảm thấy thái độ của đồng hương của mình như thế nào? Anh trả lời, họ tỏ ra rất mừng vì cùng ngôn ngữ nên dễ dàng diễn đạt, trình bày sự kiện hơn là tiếp xúc với người cảnh sát không cùng ngôn ngữ với mình. Anh có 2 người con trai tên là Alvin Đỗ cũng gia nhập cảnh sát, và 2 cha con cùng làm việc chung với nhau tại sở cảnh sát Long Beach. Anh không hề ép buộc con cái và cũng không bao giờ kể chuyện công việc cảnh sát của mình cho con nghe. Nhưng một hôm, Alvin gọi điện thoại hỏi bố, ông thầy con làm cảnh sát, ông kể mấy chuyện thế này bố có làm như thế không? Anh trả lời con, có chứ, bố vẫn làm như thế. Người con anh nói, ồ hay quá, sao hồi nào tới giờ bố không nói cho tụi con biết? Và rồi Alvin đã tìm hiểu và được anh cố vấn, cho nên Alvin đã quyết định gia nhập cảnh sát, nay đang trong thời gian huấn luyện. Về quyền lợi như lương bổng, phụ cấp, tiền hưu trí, bảo hiểm sức khỏe thì như thế nào? Anh Tài cười và thật thà nói, nếu chọn cảnh sát để có lương cao thì là sai lầm. Muốn làm cảnh sát trước tiên phải có tấm lòng yêu thương mọi người, hy sinh vì mọi người. Có khi người ta ngủ mình phải thức. Ngày lễ người ta đưa vợ con đi chơi thì mình phải để vợ con ở nhà một mình đi làm nhiệm vụ. Nên không có tấm lòng yêu thương mọi người thì không làm cảnh sát được. Và khi mình giúp được gì cho ai thì mình cảm thấy hài lòng, thấy vui là mãn nguyện rồi. Còn lương bổng thì đủ sống thoải mái chứ không giàu đâu. Trong thời gian 20 năm làm cảnh sát, anh Tài may mắn được đảm nhiệm vai trò huấn luyện. Một vai trò đòi hỏi phải có khả năng, kiến thức và chuyên môn, nên anh muốn truyền đạt lại một số kinh nghiệm cho các bạn trẻ Việt Nam muốn gia nhập cảnh sát. Thực sự cảnh sát là một nghề cao quý. Trước năm 1975, thời Việt Nam Cộng Hòa, người ta gọi cảnh sát là bạn dân. Câu nói đó rất đúng, bây giờ ở Mỹ cũng vẫn đúng, vì mình giúp dân chứ không hại dân. Lúc trước vì sợ bị trả thù, người dân không dám báo cáo, không dám gọi cảnh sát khi có chuyện xảy ra. Bây giờ không còn như vậy. Người Việt đã mạnh dạn, không còn sợ trả thù. Họ tin tưởng ở pháp luật, tin tưởng ở cảnh sát nhiều hơn, nên không có vấn đề kỳ thị hay là ém nhẹm gì cả. Tuy nhiên, muốn gia nhập cảnh sát, bạn phải đề ra một thời gian tìm hiểu cặn kẽ, xem là nhiệm vụ của cảnh sát là gì. Mỗi khi phải đối phó với vấn đề nan giải thì phải làm sao, và đừng sợ mình không làm được. Ở đất nước Hoa Kỳ thì họ luôn tạo cơ hội cho mình. Nếu mình có khả năng, có quyết tâm thì việc gì cũng có thể làm được. Do đó, anh Tài mong muốn các bạn trẻ là hãy tìm hiểu và gia nhập cảnh sát để chúng ta có cơ hội phục vụ mọi người,
không phải chỉ phục vụ riêng cho người Việt Nam, nhưng cho tất cả để người dân sống trong địa phương của mình được yên tâm làm ăn và yên tâm sinh sống. Sau này anh sẽ mở những buổi hội thảo để giúp ai muốn gia nhập cảnh sát có thể tìm hiểu thêm. Và điều gì đã làm cho anh mãn nguyện nhất cho đến ngày nay? Anh Tài chia sẻ, điều mà tôi mãn nguyện nhất trong lúc này đó là con trai của tôi cũng ở trong ngành cảnh sát. Elvin rất đứng đắn và tỏ ra chững chạc trong mọi vấn đề. Người Việt ở Mỹ chia sẻ về nỗi niềm về tiếng mẹ đẻ của mình. Tất cả chúng tôi đều biết điều đó là không thể, nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng tiếng mẹ đẻ không có ý nghĩa gì ở nước Mỹ này. Tôi tự hỏi làm gì có ai ở một nước nói tiếng Anh lại muốn học tiếng Việt. Anh Nguyên chia sẻ như vậy. Tôi đã học ít nhất là 10 trường tiếng Anh để giành được suất học bổng đi Mỹ và cho rằng tiếng Việt chẳng có ý nghĩa gì ở môi trường mới này. Tôi chỉ biết mình sai khi nhìn những đứa trẻ học tiếng Việt tại trường mẫu giáo như là một ngôn ngữ thứ hai. Anh Vương Nguyễn, 19 tuổi, hiện là sinh viên của Đại học Washington thuộc thành phố Seattle, bang Washington. Khi lớn lên, các trường song ngữ và tiếng Anh nở rộ như nấm sau mưa khắp thành phố. Cũng nhiều các bậc phụ huynh khác, từ năm 8 tuổi, cha mẹ của anh đã đăng ký cho anh theo học tại một trường tiếng Anh vào cuối tuần. Trong 10 năm sau đó, tôi liên tục ghi danh vào nhiều lớp tiếng Anh khác nhau sau giờ học ở trường. Tôi đã học ít nhất là 10 trường tiếng Anh khác nhau, từ các trung tâm lớn với chi phí đắt đỏ đến các lớp học nhỏ hơn, nơi mọi người ngồi chen chúc nhau trong căn phòng luôn sực nức mùi chân. Tôi hiểu tiếng Anh là một thứ rất quan trọng mà tôi cần phải biết, nhất là khi tôi dự định đi du học trong tương lai. Tốt nghiệp cấp 3, tôi sang Mỹ học, bạn bè Việt Nam hay trêu rằng một ngày nào đó tôi sẽ quên hết tiếng Việt. Tất cả chúng tôi đều biết rằng đó là không thể, nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng tiếng mẹ đẻ không có ý nghĩa gì ở nước Mỹ này. Tôi tự hỏi làm gì có ai ở đất nước này nói toàn tiếng Anh mà lại cần sử dụng tiếng Việt. Sự ra đời của các trường song ngữ ở Seattle đã chứng minh suy nghĩ của tôi là sai. Vào đầu năm 2016, trường mẫu giáo song ngữ tiếng Việt Hoa Mai, trung tâm phát triển trẻ em song ngữ Việt Anh đầu tiên tại Seattle đã mở cửa. Nhu cầu học các chương trình song ngữ ngày càng tăng, số trẻ em từ các gia đình nhập cư đăng ký học mẫu giáo đã tăng lên từ năm 2005 và xu hướng này dự kiến là tiếp diễn trong 10 năm tới. Cuộc điều tra dân số năm 2000 cũng cho thấy là số trẻ em từ các gia đình nhập cư đã tăng 63% chỉ trong vòng 10 năm. Seattle là nơi có một lượng lớn người Mỹ gốc Việt sinh sống, gồm hơn là 43.700 người ở quận King, người Việt và người Mỹ gốc Việt chiếm 12% tổng dân số gốc Á ở quận này, trở thành cộng đồng gốc Á lớn thứ tư sau người Hoa, người Phi và Ấn Độ. Tại trường Hoa Mai, ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam được giảng dạy thông qua nhiều kênh khác nhau. Ngoài các hoạt động trong lớp, trẻ em còn được tiếp cận với sách và âm nhạc Việt Nam. Phần lớn là các bữa trưa cũng là món ăn Việt Nam. Theo một nhà quản lý của trường Hoa Mai cho hay rằng bằng cách này giờ ăn cũng là cơ hội để các em học và luyện tập tiếng Việt, đồng thời tiếp xúc với văn hóa Việt Nam trong khi ăn những món ăn tốt cho sức khỏe. Nhà quản lý này cho biết thêm những gia đình không phải gốc Việt cũng rất thích trường Hoa Mai vì đây là cơ hội cho con em họ học một ngôn ngữ khác. Họ biết và đánh giá cao lợi ích của giáo dục song ngữ. Với số lượng người Việt ở Seattle khá lớn, việc biết tiếng Việt có lợi cho tương lai của các em. Tiếng Việt không chỉ được dạy ở trường mẫu giáo, trường tiểu học White Center Heights cũng chào đón các học sinh đăng ký chương trình song ngữ trong đó có tiếng Việt. Một giáo viên Việt Anh lớp 2 cho hay là dù hầu hết các học sinh của cô xuất thân từ gia đình gốc Việt, khoảng 1/4 lớp có gốc gác khác, dù việc dạy cho các trẻ em không có người thân nói tiếng Việt là khó hơn, nhưng cô cho hay là theo dõi quá trình các em tiếp thu và thích nghi rất là thú vị. Có lần một trong các học sinh không phải người Việt của tôi viết một câu 4 từ bằng tiếng Việt làm tôi rất là ngạc nhiên. Cô kể lại, cậu bé tự viết một câu hoàn chỉnh mà không cần sự trợ giúp của tôi. Cả trường Hoa Mai và White Center Heights đều khuyến khích trẻ em hướng tới sự đa dạng và chuẩn bị cho các em khả năng làm việc ở những môi trường đòi hỏi song ngữ. Việc những người nói tiếng Anh học tiếng Việt đã làm dấy lên một điều gì đó. Bây giờ thực sự là đã biết trân trọng tiếng mẹ đẻ đối với những người,
Nhiều người xem thường tiếng Việt trên đất nước cờ hoa này, không phải vì có nhiều người sử dụng nó hay là vì nó được xem là ngôn ngữ toàn cầu hay là không. Trên thực tế, quy mô nhỏ của các lớp mẫu giáo tiếng Việt hay là cộng đồng người học tiếng Việt là điều làm cho ngôn ngữ này trở nên đặc biệt. Tầm quan trọng của ngôn ngữ không dựa trên quy mô của cộng đồng đó mà ở việc nó được đối xử như thế nào. Trong trường hợp này, cộng đồng ở Seattle đang làm công việc tuyệt vời là duy trì được sự đa dạng và cho thấy là sự trân trọng với các ngôn ngữ. Bởi lẽ những thế hệ đầu tiên đến nước cờ hoa này đa phần ít người sử dụng tiếng Anh thông thạo. Nên khi có tiếng Việt, con em mình được học tiếng Việt một cách thông thạo thì sự liên kết, liên đới trong gia đình càng ngày càng mật thiết hơn. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.